Chúng tôi về tới Phan Thiết vào một chiều cuối xuân êm ả. Dòng Cả Ti vẫn như xưa, hối hả thanh bình. Nhịp sống của một tỉnh lẻ đang vươn lên làm giàu, gieo vào lòng viễn khách một niềm hân hoan được chia sẻ. Vậy mà phải tạm gác lại niềm vui sang một bên, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là lùi sâu vào quá khứ để tìm hiểu về trạm dừng chân cuối cùng của Bác trước khi người tới Sài Gòn. Từ xa xưa, Phan Thiết đã là một ngư cảng lớn, một thương hiệu lớn về nước mắm. Hay yếu tố đó làm nên danh tiếng lẫy lừng cho một đô thị. Thật không ngờ, điều đó lại có quan hệ gián tiếp đến cuộc trường hành tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải ai cũng biết. Người làm nước mắm ở đây chỉ Phú Quốc mới có thể so sánh. Do vậy, nó thu hút mạnh các nhà đầu tư, trong đó có các nhà hoạt động của phong trào Duy Tân như một cơ sở để tập hợp, gây dựng sự nghiệp giành độc lập và tự cường dân tộc. Đó là sự ra đời của công ty nước mắm Liên Thành, một doanh nghiệp đồng thời là tổ chức yêu nước đã có công thành lập nên trường tiểu học Dục Thanh nổi tiếng cả nước ngày nay. Công ty Liên Thành ở Phan Thiết có tất cả 3 bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Dục Thanh Học Hiệu. Riêng Liên Thành Thương Quán có phân cuộc ở chợ lớn nằm trên bờ Testa, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5. Công ty Liên Thành do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh sáng lập năm 1906. Hai ông là con trai của cụ Nguyễn Thông, một nhà nho, nhà thơ và nhà văn hóa yêu nước. Chính vì có công ty Liên Thành mới có trường Dục Thanh, nơi mà Bác tạm dừng chân và dạy học. Thưa quý khán giả, sau thời gian ghé lại thăm cha tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp tục con đường vào Nam của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành có lưu lại Phan Thiết, mà cụ thể là tại trường Dục Thanh nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây. Trong khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911, trong khoảng thời gian 6 tháng ở tại đây, thì người có tham gia giảng dạy một số môn như là Hán văn, Quốc ngữ cho lớp nhì và Pháp văn. Đồng thời thì mỗi ngày người cũng có tham gia dạy môn thể dục thể thao, một phong trào mới có tại trường Dục Thanh thời bấy giờ. Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô. Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính vì thế được ông Trương Gia Mô giới thiệu cho Bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn. Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911. Thật bất ngờ nhưng cũng ấm lòng trước cảnh vật ngoạn mục nơi đây. Ngôi trường đóng cửa đã 96 năm, nay được hậu thế khôi phục, tôn tạo và trân trọng. Rõ ràng các giá trị lớn lao đích thực và lòng biết ơn chân thành đã vượt trên tất cả. Đây là chân dung của Nguyễn Thông, cụ quê ở Long An, một vị quan thông thái, có chí khí, có tinh thần chống Pháp, một nhà sử học, nhà thám hiểm và đạo đức học, sống và từ trần ở Bình Thuận. Đây là ảnh hai con trai của cụ Nguyễn và những người cùng hoạt động trong công ty Liên Thành, một cơ sở của phong trào Duy Tân, một doanh nghiệp và tổ chức chính trị đã kiến lập nên trường Dục Thanh để giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước cùng với ý chí phục hưng đất nước. Họ đã nối bước con đường và khí phách mà nhà nho Nguyễn Thông đã theo đuổi. Các ông đã được hậu thế tôn vinh và trân trọng. Nhìn tấm bài vị thiêng liêng, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Nguyễn Thông. Xin cụ hãy yên giấc ngàn thu và nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc, không chỉ vì một nhân cách lớn mà còn vì những công đức lớn lao. Những văn bản này liên quan tới việc thành lập công ty nước mắm Liên Thành mà khu di tích trường Dục Thanh còn giữ được. Tính tới nay, chúng đã trải qua 102 tuổi đời ròng rã. Đây chính là các lớp học mà thầy Nguyễn Tất Thành từng giảng dạy. Gần một thế kỷ đã trôi qua, tất cả những gì được phục hồi và giới thiệu tại khu di tích phần lớn đều dựa vào lời kể của các bậc trưởng lão đã từng học thầy Thành ở ngôi trường này.
Các cụ kể lại rằng thầy Thành dạy các môn Hán văn, Pháp văn và thể dục cho lớp nhì. Bằng tình cảm chân thành, thầy thường xuyên truyền lại cho học sinh lòng thương yêu quê hương đất nước, biết tự hào với nòi giống tổ tiên. Thầy vận động học trò cắt tóc ngắn, năng trau dồi những kiến thức tiên tiến của thời đại để không bị lạc hậu. Ngoài ra, vào các giờ ngoại khóa hay những lúc rảnh rỗi, thầy thường dẫn học sinh đi du ngoạn cảnh đẹp các nơi như bãi biển Thương Chánh, động làng Thiềng, đình làng Đức Nghĩa, v.v. Chúng tôi đã từng đi gần khắp đất nước với những nơi có di tích về đời hoạt động của Bác, nơi nào cũng được gìn giữ tôn tạo rất tốt. Riêng trường Dục Thanh đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất về kỳ công phục chế và những giá trị thẩm mỹ mà nó tạo ra. Sự kiện Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh qua lời kể của các cụ học trò của Bác kể có cái sự chênh lệch, bởi vì trí nhớ của các cụ đã ngồi 80 mà dạy học tại trường Dục Thanh năm 1910. Lúc đấy Bác Hồ dạy học vừa tròn 20 tuổi và học sinh lúc bấy giờ chỉ là thiếu niên, cho nên sau này các cụ còn nhớ mỗi một cụ thì kể có một cái sự khác biệt nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyễn Với Phầu kể là Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh, Bác Hồ ăn hai cái Tết, một là Tết Nguyên Đán trước và Tết Trung Thu sau. Một cụ nữa kể là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước và Bác Hồ ăn Tết Nguyên Đán sau. Và một cụ nữa kể trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, Bác Hồ ở nội trú cùng với học sinh. Bác Hồ thường gọi các học sinh ở nội trú dậy để xem sao chổi. Và lúc bấy giờ chúng ta biết là sao chổi Ha Lai, như vậy cứ 76 năm là xuất hiện một lần. Và sao chổi Ha Lai xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng nửa tháng 4 của năm 1910 cho đến nửa tháng 5 của năm 1910. Chính vì thế mà có nhiều tư liệu ít nhiều cũng có những cái sự chưa trùng khớp với nhau, khẳng định là Bác Hồ có ăn hai cái Tết tại trường Dục Thanh, một là Tết Nguyên Đán, hai là Tết Trung Thu. Nhưng mà các cụ kể là không nhớ là Tết nào trước và Tết nào sau. Vừa qua hội thảo tại Huế thì có đi đến một cái sự thống nhất chung, trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh vào khoảng tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, có nghĩa là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước rồi Bác Hồ mới ăn Tết Nguyên Đán sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu nhà ngư, tức là khu nhà nội trú của thầy và trò trường Dục Thanh ngày ấy. Sau giải phóng, khu nội trú và cả khu trường đều không còn. Chúng được dựng lại trên nền cũ theo miêu tả của các cụ. Ví dụ như chiều dài là 10m, ngang 12m, mái lợp ngói âm dương 2 lớp, gạch vuông 20, có 21 bộ bàn ghế, 2 bảng đen và một bộ trường kỷ. Trường ra đời năm 1907 và chỉ tồn tại có 5 năm. Đây là nơi đọc sách mà cụ Nguyễn Thông để lại. Quả du sào là một căn phòng nằm trong khuôn viên của trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường ngồi đọc sách báo trong thời gian ngắn ngủi người dạy học tại đây. Hiện nay thì đồ vật trong căn phòng này đều đã được phục chế lại, tuy chúng đã phủ nét bụi thời gian, tuy nhiên giữa một cái khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chiên hót ríu rít trên đầu hồi cũng có thể phần nào giúp chúng tôi hình dung lại khung cảnh khi Bác ngồi đọc sách báo cùng với những trăn trở về vận mệnh đất nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam. Sau năm 1975, chỉ có 4 di tích không bị hư hại là nhà thờ cụ Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước và khu ngọa du sào này. Ngọa du sào là tên do cụ Nguyễn đặt, có nghĩa là cái tổ để nằm chơi. Đây chỉ là một gác nhỏ cất thêm bên cạnh từ đường, nơi cụ Nguyễn Thông tu chỉnh các tác phẩm của mình, tập hợp trong các bộ ngọa du sào, độn am văn tập, kỳ xuyên văn sao, dưỡng chính lục, v.v. Sau này đây là nơi Bác Hồ thường xuyên ngồi đọc sách. Trong số các kỷ vật trưng bày có một số là nguyên thủy, một số được phục chế lại theo lời kể. Một trong hai vế câu đối ở từ đường họ Nguyễn: sơ yên đạo nguyệt võng sơ đồ, lục tự xích văn quần ngọc phủ, có nghĩa là trăng thưa khói nhạt theo xe đi khắp núi, văn đỏ chữ xanh quay quần bên ngọc phủ. Từ đường được xây dựng để thờ phụng Nguyễn Thông và để con cháu noi theo tấm gương vì nước, vì dân, cùng với cuộc đời trong sạch, ý chí giành độc lập tự do cho đất nước của cụ. Nhân cách, tài năng và lòng yêu nước của cụ Nguyễn đã được Bác Hồ khâm phục và đánh giá rất cao. Ngày nay, nhà thờ là một bộ phận hữu cơ của khu di tích.
không chỉ Hồ Chí Minh sau này, mà ngay cả Nguyễn Tất Thành ngày trước, từ lâu đã trở thành bức tượng đài đẹp đẽ và cao cả trong lòng mọi người dân Việt Nam. Thần tượng bất tử đó như vầng thái dương đang ngày đêm sưởi ấm cho cả cộng đồng dân tộc, và đặc biệt làm dịu đi nỗi đau của biết bao trái tim bất hạnh. Một lần nữa, vùng biển miền Trung này lại níu chân chúng tôi bởi vẻ đẹp rắn rỏi của nó. Cách đây 98 năm, bác đã đến vùng đất bờ biển đầy sóng gió này. Mãi miết liên tưởng về chuyến xuôi nam của chàng trai Tất Thành khi còn trong lứa tuổi 20 đầy mộng ước, chúng tôi tin rằng đất lành, biển rộng, trời xanh đầy quyến rũ, nhưng chắc chắn đó không phải là mục đích cao nhất trong chuyến ra đi của anh. Phan Thiết, nơi Thành dừng chân, thuộc miền Trung Nam Bộ, bờ biển dài hình cánh cung, phía đông và nam đều giáp biển. Đây là một đoạn ngắn trên cung đường xa diệu vợi mà anh đi qua. Nó đã lưu giữ một kỷ niệm khó phai về một thầy giáo trẻ. Đây là cửa biển Thương Chánh nằm ở phía đông thành phố Phan Thiết. Nơi đây thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường dắt học trò đến ngắm cảnh. Còn những dịp đó thì thầy vẫn thường kể cho học trò nghe về những bài học làm người, những tấm gương đạo đức. Chiếc cánh dại kết hợp với thiên nhiên đó của thầy mà ngày ấy học trò rất thích thú khi được học với thầy Nguyễn Tất Thành. Mỗi con đường đều thành hình từ những dấu chân đầu tiên của cố nhân. Nó cho các thế hệ tương lai một hướng để đi và một lối để về. Đây là một ngôi đình nằm ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được xây dựng vào năm 1848 trên một đống cát. 160 năm đã trôi qua, thời gian đủ để ngôi đình trở thành niềm tự hào sâu nặng trong lòng người dân Phan Thiết, nơi họ đến để tôn thờ, biết ơn vị thành hoàng lập làng, các vị thần hiển linh của đất trời và nữ thần Thiên Y Anna Diễn Ngọc Phi của đồng bào dân tộc Chăm. Hình tượng tứ linh tại đình Đức Nghĩa được nghệ nhân tạo nên bởi nghệ thuật ghép các mảnh sành, sứ. Đình được xây dựng theo lối kiến trúc dân gian dựa trên những nguyên tắc của thuật phong thủy. Đình trở thành một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Phan Thiết và là một thắng cảnh đẹp nơi du khách đến thưởng ngoạn. Chính nơi đây, 98 năm về trước, Bác Hồ đã từng đưa học sinh trường Dục Thanh đến tham quan, học tập. Sau này, các cụ già kể lại việc thầy Thành thường dẫn các trò đi thăm đình, kết hợp chỉ dạy ý nghĩa của kiến trúc, câu đối, hoành phi. Qua đó, thầy đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, điều mà nó đang âm ỉ cháy từ đời này sang đời khác. Đây là thầy Thành khi đang dạy học tại trường Dục Thanh vào năm 1910. Ngoài chuyên môn dạy ngôn ngữ và thể dục, thầy Thành còn dạy cho học trò hiểu thêm về khoa học tiên tiến. Điều đó cho thấy, ngay khi còn rất trẻ, Bác Hồ không chỉ quan tâm đến giá trị trường tồn của văn hóa truyền thống, mà còn đặc biệt quan tâm đến các giá trị cách tân từ nền văn minh nhân loại. Từng gốc cây, ngọn cỏ, góc sân trường đều phản ánh về một khoảng thời gian yên bình và giản dị của thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại trường Dục Thanh. Chẳng hạn như cái giếng nước này đây là nơi mà Bác Hồ và các học sinh vẫn thường sử dụng để mà tưới cây vào những buổi chiều rảnh rỗi. Và kia là cây khế mà chính tay người đã chăm sóc, và ngày nay nó vẫn còn rợp bóng mát cả một góc sân. Vật đây cảnh đó, trường Dục Thanh kia, từ lâu đã trở thành tài sản tinh thần vô giá. 100 tuổi. Có sách viết rằng Dục Thanh là cách viết tắt của chữ giáo dục thanh thiếu niên. Chúng tôi thấy có lý. Ngày nay ngoài những giờ học ở lớp, các em còn được thầy cô đưa đi tham quan ngôi trường này. Đó không chỉ là một buổi sinh hoạt ngoại khóa đơn thuần, mà nó còn mang ý nghĩa lớn lao cho việc giáo dục các em ý thức học tập từ tấm gương chuyên cần của một bậc vĩ nhân. Mảnh vườn, gốc sân, ngôi trường này ngày nay đã được trùng tu lại, khang trang hơn một thế kỷ trước rất nhiều. Vị trí của trường, sân vườn và các vật dụng được phục chế nguyên vẹn. Khu di tích trường Dục Thanh tọa lạc trên nền trường cũ, ngày nay là nhà số 39 đường Trưng Nhị, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Thì thời gian thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh tuy là ngắn, nhưng mà người đã để lại nơi đây những tình cảm, kỷ niệm vô cùng sâu sắc và khó quên trong lòng nhân dân Phan Thiết. Huế, nơi chúng tôi đã đi qua, đẹp bởi sự kín đáo, kiêu kỳ. Phan Thiết, nơi chúng tôi đang dừng chân, đẹp bởi sự sôi nổi, bình dị. Phan Thiết xưa, nay vẫn thế, cởi mở, chân thành. Tên người giáo viên trẻ năm xưa được chính quyền tỉnh Bình Thuận trân trọng đặt cho con đường đẹp lớn nhất thành phố Phan Thiết. Người thầy tận tụy ấy đã đi vào cõi bất tử, người mãi mãi trở thành biểu tượng bất khuất, niềm tin trong lòng dân tộc. Các nhà lý luận đã nhận xét Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đầu tiên yêu nước, nhưng công lao chính của người là đã nâng chủ nghĩa yêu nước lên thành một khoa học mang tính thực tiễn. Khi những vấn đề mới của thời đại tác động vào dân tộc Việt Nam và những vấn đề mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi, sự thành công của nhân dân Việt Nam trong việc giành lại độc lập dân tộc đã chứng minh cho nhận định đúng đắn đó. Thì nói chung đến đây thì cái cảm xúc mình thấy rằng có những cái gì nó gọi là nó cái không biết dùng cái từ ngữ gì cho nó xác đáng, có gợi lại cho mình những cái gì đó, những cái quý trọng về cái tình cảm đấy Bác Hồ. Đó. Cái người gọi là vị cha già của dân tộc đó, thì mình nhìn được những cái kỷ niệm xưa thì mình có những, nói chung là mình có cái cảm nghĩ sâu sắc về người hơn. Giống như mình có những cái ấn tượng rất là đẹp về người, cảm phục về người, quý trọng người. Tại vì có người để chúng ta mới có cuộc sống ngày hôm nay. Nhìn ảnh vẽ bậc vĩ nhân, chúng ta thấy khi còn bé cậu Công thường được gần gũi với các nhà nho yêu nước. Phải chăng trong ánh mắt suy tư kia, cậu đang nghĩ đến con đường xa mịt mù mà cậu chưa hề biết nó sẽ trải dài cả quãng đời trai trẻ của cậu. Sự ra đi của Nguyễn Tất Thành có vẻ như là một định mệnh, khác với bất kỳ một cuộc ra đi nào. Trong suốt 30 năm, nó mang đầy sự bất ngờ và mạo hiểm. Xuôi xuống miền Nam, Sài Gòn đô hội lộng lẫy, nơi dung nạp tất cả các thành phần xã hội. Nhưng đô thị hào hoa và bậc nhất này cũng chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi trước khi anh lên tàu ra đi. Một chuyến đi không ngờ lại dài như bất tận vậy. Far away across the ocean, far beyond the distant rim, there's a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. From Viet Bac to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young guns all workers, peasants at the toil and bread, and farmers fight for freedom with hunger.